Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi ten sét, mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất. Nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm thì chính sự tối tăm sẽ ra tối tăm biết chừng nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, trong những ngày đầu của tuần lễ thứ nhất, trong những ngày đầu của tuần lễ thứ 11 mùa thường niên này, chúng ta đã nghe phúc âm thuật lại một chủ đề rất là lớn, nếu không muốn nói là lớn nhất trong giáo huấn của Chúa Giêsu, đó chính là giới luật yêu thương. Một điều đã có từ rất lâu ở trong Cụ Ước xa xưa rồi, nhưng giờ đây đúng như Chúa Giêsu nói, nó đã được kiện toàn một cách mới mẻ và phong phú ở trong Tân Ước. Hôm nay, những ngày cuối của tuần lễ thứ 11 này, chúng ta lại nghe một chủ đề khác cũng rất quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ và những người đang tin vào Chúa. Đó chính là thái độ cần phải có đối với của cải trần thế. Chúa Giêsu nói đến điều này qua một hình ảnh mà con nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng có thể hiểu và hình dung được. Đó là kho tàng. Hai chữ kho tàng này có thể làm cho chúng ta nhớ lại những cái kho tàng lớn lao, vĩ đại, nhìn choáng ngợp ở trong các bộ phim mà chúng ta đã từng xem, hay trong các câu chuyện cổ tích mà chúng ta đã từng đọc. Thế nhưng mà trong văn chương tiếng Việt, con lên Google con search, con coi coi người ta giải thích chữ kho tàng này là như thế nào, thì trong từ điển tiếng Việt người ta chỉ giải thích đơn giản: kho tàng chính là cái nơi để cất giữ của cải tài sản của một cá nhân hay một tập thể nào đó mà thôi. Và đương nhiên đó cũng sẽ là tất cả những gì mà người ta đã phấn đấu, người ta đã dành dụm, người ta đã tích góp để lo cho tương lai, cho sự nghiệp, để bảo đảm cho cuộc sống ngày mai của mình. Với Chúa Giêsu trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe, khi nói về kho tàng cho đối tượng đang có mặt ở phía trước mặt mình đây, cũng như là trong ngữ cảnh mà Thánh sử Matthêu đã ghi lại cho chúng ta hôm nay, con nghĩ rằng người cũng chỉ nhắm vào cái ý nghĩa như con mới vừa nói mà thôi. Chúa Giêsu hoàn toàn không phê bình, không chỉ trích, không lên án thái độ
tích lũy của cải tài sản. Chúa Giêsu không lên án sự cần cù siêng năng trong lao động để mà tích góp của cải, để lo cho ngày mai, để lo cho sự nghiệp, để lo cho cuộc sống của mình. Vì xét cho cùng, đó là thái độ và quyết định của một người khôn ngoan, một người biết nhìn xa trông rộng. Thế nhưng mà mỗi người chúng ta phải nhớ rằng mục tiêu của Chúa Giêsu khi xuống thế làm người không phải là một chính trị gia hay là một nhà kinh tế để khôi phục lại vương quốc Israel như rất nhiều người Do Thái đã từng mong đợi và đã đặt hy vọng khi Chúa Giêsu xuất hiện. Bằng chứng là trong phúc âm đã có một lần người ta muốn đưa Chúa Giêsu lên làm vua. Chúng ta nhớ đó là sao phép lạ hóa bánh ra nhiều. Nhưng sự hiện diện của Chúa Giêsu trong trần thế này đúng như lời người đã giới thiệu: ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Cho nên trong lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn, một cách rất cảm động với Chúa Cha, Chúa Giêsu nói: lạy Cha chí thánh, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha ban cho con cũng sẽ ở đó với con. Và vì họ đây, con xin thánh hiến mình con cho họ. Nghĩa là con xin dâng cuộc đời, con xin dâng cái chết này vì họ và cho họ. Bởi lẽ đó mà hôm nay người đã khuyến khích các môn đệ của mình rằng: các con đừng tích trữ kho tàng cho mình ở dưới đất, mà hãy tích trữ kho tàng ở trên trời. Tại sao phải như thế? Đã có cái điều gì sai ở đây không? Thưa không, Chúa Giêsu giải thích tiếp rằng: vì kho tàng của con ở đâu, lòng của con cũng ở đó. Và rồi như một lẽ rất đương nhiên, lòng của mình ở đâu thì con người của mình cũng sẽ ở đó. Con người của mình ở đâu thì cuộc sống của mình cũng sẽ quanh quẩn ở đó. Và cũng có thể nói rằng cuộc sống của mình sẽ kết thúc ở nơi đó mà thôi. Vả lại, Chúa Giêsu đưa ra một lý do khác, đó là sự bất toàn của nó. Sự bất toàn của kho tàng, sự bất toàn của cải trần thế. Với những lý do mà Chúa Giêsu đã liệt kê ra trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe và những gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, như là những điều chứng minh cho lời nói của Chúa Giêsu. Đúng như thế, chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi thì tất cả những gì ta tích góp từ lâu, nó cũng trở về con số không, nó cũng sẽ biến mất khỏi trần thế này, khỏi cuộc sống của chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, phần rỗi đời sau vĩnh cửu vốn là mục tiêu và phải là một mục tiêu lớn nhất của mọi Kitô hữu đúng nghĩa, vẫn luôn luôn nằm ở phía trước. Một điều thật chắc chắn rằng nếu không hướng về nó, không đầu tư cho nó, không dấn thân cho nó, thì nó vẫn mãi mãi ở phía trước, thì nó vẫn mãi mãi ở xa chúng ta, thì mãi mãi chúng ta không bao giờ có được nó. Hạnh phúc nước trời là ở ngày mai, nhưng nó đã được bắt đầu từ hôm nay. Với lời của Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta hôm nay, mỗi người chúng ta hãy tận dụng những nén bạc Chúa trao cho chúng ta trong trần thế này, vốn là những nén bạc mà Chúa Giêsu đã rất nhiều lần, cũng như cuộc sống này
nhắc nhở chúng ta, nó sẽ không tồn tại được lâu. Chúng ta hãy dùng những nén bạc đó để xây dựng cho mình một cái kho tàng mang tính chất vĩnh cửu hơn ở đời sau, mà Chúa Giêsu nói kho tàng ở trên trời. Đó cũng là lý do mà ngày đầu tiên của năm mới, trong một ngày mà có lẽ trong thánh lễ hôm đó, lễ tân niên, chúng ta đã thưa lên với Chúa về tất cả những âu lo, những cái trắc trở cho cuộc đời của chúng ta trong năm mới, thì trong ngày hôm ấy Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta rằng, trước nhất, ưu tiên nhất, quan trọng nhất là các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác sẽ được ban thêm cho.